Chào mọi người ạ, em là Duy Vũ ạ. Và phiên ngày hôm nay thì em bán ít kỳ và hạt ma bó thác bay nhé. Với lại trên đây thì có cả những con kiến nguyên zin luôn. Thì ở đây được 28 lô, từ lô số 1 đến lô số 20 á, là kỳ, chủ yếu là kỳ của ma bó thác bay nha mọi người. Rồi từ lô 21 đến lại lô 28 này là những con kiến nguyên zin thì giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Bây giờ thì xin phép em vào quay chi tiết từng lô luôn. Và khi đặt hàng thì có thể là sẽ có bên em người khác sẽ chốt hàng cho mọi người nhé. Vì em cũng bận quá không có thời gian nghe điện thoại suốt á. Đó nên em sẽ quay chi tiết từng lô, mọi người xem được lô nào và đặt hàng liên hệ qua số điện thoại ha. Đầu tiên là mấy cái lô kỳ nha. Thì lô kỳ này thì hôm qua em vào vườn Anh Sơn em đã có quay cho mọi người thấy rồi. Cả cái rạp đó là em lấy hết luôn, cả cái rạp ươm cây đó, từ những cái thân già mà hàng bốc từ rừng về á là em lấy hết luôn. Và bây giờ gửi trước một phần ha, chứ gửi nhiều quá là bán không hết, về cây nó lại kiệt. Lô số 1 là 220.000 này, là một cái cây của thác bay nha. Chủ yếu là hàng thác bay là nhiều, còn ma bó thì nó chỉ có lẫn lộn với trong này ít thôi. Lô số 2 này cũng là 220.000. Đó. Toàn là những cây lá nhựa rất là dày thôi, cứng cáp rồi nha mọi người, 220 nhé. Rồi lô số 3 này cũng 220 luôn, cây này thì nó sẫm màu hơn ha. Cây số 4 này 220, hàng thì chưa có mặt hoa nha mọi người, hàng từ thân già rừng. Có thể là có những cây nó có rồi nhưng mà người ta cũng không có chụp lại, nhưng mà chủ yếu ở đây là chưa có mặt hoa hết, từ những thân già rừng họ bỏ vào để ươm mà. Rồi bây giờ qua lô số 6 đến lô số 20 là một lô sẽ 4 cây, giá là 600.000 nhá. Hàng nhiều nên là em phải phân cái lô nó hơi lớn một tí. Lô số 6 này, 4 cây này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đó. Rồi em quay lại lô số 5 này, đáng lẽ quay lô 5 trước. Nó mấy cái cây cũng rất là khỏe rồi nha mọi người. 1, 2, 3 này, 4 này, cây này này, thì nó không còn thân già dưới. Đó là lô 5, trung bình thì một cây sẽ là 150 nha. 5 rồi, 6 là trên đây vừa quay này. Lô 7 này, khúc này có tới là 3 cây và 3 cây này thắt ngọn hết rồi nha. Còn lại đây một cây này, đây 2 cây nữa này, đó là lô 7 này, 600.000. Lô 8 cũng 600 nha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Lô 9 này 600 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Lô 10 nha mọi người. 1, 2 này, 3 này, 4. Lô 11 ạ. 1 này, 2 này, 3 này, 4. Đó, trung bình một cây sổ số thế này là giá sẽ là 150 nhá. Đó, như cây của ma bó thì thường nó đắt hơn, em toàn bán là trên 200.000. Còn cây của thác bay nó sẽ rẻ hơn. Lô 12 này, 1, 2 này, 3 này, 4 này. Đó. Cái hàng này khi mọi người nhận, mọi người xem cái lá của nó là biết ngay hàng mà nó đã thuần lên rồi á, thì cái lá trong lâm đồng lá nó cứng và dày lắm mọi người. Rồi lô 13 nhé, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, đó 4 cây. Đây mọi người có thấy là từ cái khúc thân già trong rừng không, về nó rụng ra xong họ cứ vứt lên trên cái sạp ươm cây đó, xong giờ nó bung ra được hai cây này. Ở trên đây còn mắt ngủ nên là chúng ta tiếp tục tận dụng để ươm cây tiếp được nha, để kích cây ra cũng được. Đó, chỗ đang nó bị gập gãy này. Đó, lô 13, lô 14 này, khúc này được hai cây nha, cũng từ một cái khúc thân già này. Đây cái cây này thì cái lá nó bị rụng mất một số cái,
Rồi cây này thì kích thước khá là dài, cũng rất là đẹp này. Lô 14 600 nghìn. 15 nha. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Đó 15 cũng là 600 nghìn. 16 này. 1 này. 2 này. 3 này. 4. 17 này. 1 2 này. 3 này. 4 này. 18 nhé mọi người. 1 này. 2 này. 3 này. 4. Đó cây nào cây đó đều là lá nhựa hết. 19 ạ. 1 này. 2 này. 3 này. 4. Ai chưa rõ lô nào thì em sẽ chụp hình qua Zalo lại nhé. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Đó. Rồi bây giờ em qua cái lô kiến dinh đây. Từ lô 21 đến lại lô 23 là được 3 cây ma bó. Còn lô 24 đến lại 28 là kiến dinh của thất bay nha. 21 này, 800k cho cái mầm này, ma bó. Để em đo kích thước nha. Đây, chiều dài thì tầm được là 7, hơn 7 cm gì tí nha. 7 đến 8 cm đó. Đó là con số 21, 800 nghìn. Kiến dinh hết nha mọi người. Rồi con số 22 cũng là 800 luôn. 850 chứ. Con này thì đẹp hơn tí. Cái thứ thì tầm là 9 đến 10 sang. Đó. Mà bỏ nha, thằng xanh. Hàng rất là phê. Lô 23 này, 800 nghìn nha. Đó, con này thì chỗ cái lá ngọn đây bị lỗi tí nhá. Nên là về mọi người cắt bỏ đi. Xong lấy cái thuốc khử trùng á, mọi người phết nhẹ qua để nó không có lây nữa. Con này thì tầm là được 8 cm nha. Đó, cái lá rất là đẹp. Hàng bao chuẩn cho chúng ta luôn. Lô 24 nha. Lô đây là một con thắt bay này. Giá sẽ là 1,1 triệu gồm hai mầm gốc. Đó, mầm gốc thứ nhất thì tầm được là 8 sen, mầm gốc thứ hai tầm được là 5 sen. Lô 25 nha, là 950 nghìn. Còn đây này là một cái dề kiến này. Nó bung được 3 cái mầm gốc và một cái cây trên thân già này. Cái thước mầm gốc dài nhất thì tầm 3 sen, hai mầm còn lại thì tầm là được cái đây 1 sen, cái đây 2 sen nha. Cây thì tầm được là 4 cm. Đó, đó là lô 25. Và hình như là nó đang chuẩn bị thắt ngọn rồi. Như con này thì nó sẽ không đi ngọn nữa nha. Lô 26 này 780. Đó. Cái mùa này giờ trồng mấy kiến ở Lâm Đồng đa số nó chuẩn bị nó chớm chớm, nó thắt cái ngọn lại mọi người ạ. Lô số 26 là thắt bay này 780, dài được 8 cm rồi. Đó, thằng lá rất là ok nha, hàng kiến dinh nha. Đây mấy cái thằng già nó đây, mọi người yên tâm. Lô 27 này là 650 nha. 27 này thì kiến hơi nhỏ, 650, thằng già rất là nhiều. Lô 28 này là sẽ là 1,5 triệu nha. Lô 28 này thì rất là nhiều kiến ở trong đây, hình như là được tới 3 kiến luôn. Kiến thứ nhất là con dài nhất đây mọi người. Đó, hàng đây thì cái lá nó rất là ok nha. Con này thì dài thì được 7 đến 8 sen nha. Đó. Một tay quay, một tay đo nên là em không có đo nó. Đo quay lên cái màn hình nó trực quan được. Nhưng mà em đo rồi em đọc cái kích thước cho mọi người nha. Đó, con thứ nhất là 7 đến 8 sen.
Con thứ hai là con này nha. Con này chắc tầm 2 đến 3 sen thôi. Và con thứ ba là con này này. Con đây là được 2 mầm gốc luôn. Đó, 2 mầm gốc. Thì cái chậu 28 này giá sẽ là 1.500.000. Đó, hàng thì cái chuẩn vùng miền thì thường mặt hoa nó sẽ rất là đẹp. Đó là tổng thể lô hàng của em nhé. Ai đặt hàng thì liên hệ theo số em đăng ở trên tiêu đề, nhắn tin hoặc là gọi điện qua cho em đều được hết ạ. Sẽ có người chốt đơn hàng cho mọi người nhé. Em đã giới thiệu trong video rất là kỹ rồi. 21 đến 23 là ma bó này, còn lại là mấy cái này là thác bay nha. Đó, mọi người nhìn thân lá là biết luôn. Giờ các anh chị chơi thì mua theo thân lá là các anh chị đủ để phân biệt nó chuẩn hay không rồi. Đó. Rồi bây giờ em xin chào toàn thể mọi người nha.